đang xem video tại kênh youtube nhà gió GBU. Đừng quên đăng ký kênh và bấm nhận thông báo để không bỏ lỡ các nội dung mới nhất nhé. Cô gái này là tiểu thư phủ bá tước thân phận cao quý. Không chỉ có gương mặt khuynh quốc khuynh thành, còn có khí chất đỉnh cao mà nhân vật chính trong tiểu thuyết mới có. Kể từ ngày yêu gia được sinh ra, cơ ngơi của bá tước trên toàn quốc đều gặt hái được thành công to lớn. Hơn nữa, mỗi lần cô tham gia hoạt động rút thăm trúng thưởng đều sẽ là người nhận, được giải thưởng lớn nhất. Nhưng chuyện khiến Yêu Gia cảm thấy hạnh phúc nhất chính là, được đính hôn cùng mối tình đầu, Richard, Yuzha vốn tưởng rằng có thể cứ vậy mà sống cuộc đời hoàn mỹ. Nhưng nhà tiên tri lại nói, đường tiền tài của Yuzha đã chặn lại toàn bộ đường tình duyên của cô rồi. Ngay cả vị hôn phu mà Yuzha cho rằng là tình yêu từ hai phía, không lâu sau cũng sẽ cắt đứt duyên phận với cô. Yuzha đương nhiên không tin lời của nhà tiên tri. Cô vội vàng chạy tới nhà của vị hôn phu. Kết quả lại trông thấy khung cảnh hắn ta và người phụ nữ khác đang gian díu. Richard vội vàng xuống giường giải thích đây chỉ là hiểu lầm. Đối phương chỉ trùng hợp tới phòng của hắn thay đồ. Thấy yêu ra không bị lừa. Richard cũng không vờ vịt nữa. Hắn ta ngạo mạn áp chế yêu ra. Trong giọng nói chẳng mang chút hối lỗi nào của kẻ ngoại tình. Dù cho cô có là vị hôn thê của tôi, thì tôi cũng không cho phép cô không nói tiếng nào đã xông tới đây. Thân là tiểu thư gia đình bá tước, ngay cả phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa cô cũng không biết à. Lời nói lạnh lùng vô tình làm yêu ra ấm ức rơi nước mắt thì ra tình cảm mà cô cố gắng nỗ lực bấy lâu lại buồn cười như vậy. Yêu gia tự cho rằng là ông trời tác hợp. Thực tế chỉ là câu chuyện phiếm sau khi đối phương cơm nước no say. Để trở thành người mà Richard yêu thích, mỗi ngày yêu gia đều treo nụ cười. Trên môi thể hiện bản thân là người dịu dàng chấp nhận hy sinh tất cả, để trở thành một vị hôn thê hoàn hảo. Dù vậy hắn ta vẫn luôn bày tỏ thái độ cho rằng mọi hy sinh của cô là điều đương nhiên. Dù vậy yêu gia vẫn tự thuyết phục chính mình rằng hắn ta là người không biết cách biểu đạt cách yêu nếu suy nghĩ kỹ thì richard chỉ chủ động thân thiết với cô mỗi khi hắn ta cần tiền cuối cùng yêu gia cũng ý thức được rằng bản thân bị não yêu đương che mở con mắt cô hạ quyết tâm nhất định phải hủy đi hôn ước với tên đàn ông cạn bã kia yêu gia mở tủ quần áo ra muốn thay một bộ đồ để ra ngoài kết quả lại nhận ra bên trong không có một bộ đồ nào thích hợp để mặc ra ngoài những bộ đồ trong tủ đều là loại mà richard thích cuối cùng yêu gia tùy tiện thay một bộ đồ mở cánh cửa bước ra khỏi phòng hai hộ vệ bên ngoài trông thấy vô cùng kinh ngạc. Tiểu thư, một tháng qua người đã gầy đi rất nhiều. Yêu cảm thấy áy náy trong lòng. Thời gian gần đây cô chỉ mải suy nghĩ chuyện của Richard, đã lâu rồi không gặp mặt người nhà. Đợi sau khi trở về nhà phải nói chuyện tử tế với mọi người mới được. Sau đó Yêu dẫn theo hộ vệ tới ngân hàng rút hai bao tiền đầy ắp. Đem số tiền này tới để cảm ơn tiên tri đã cứu cả cuộc đời của cô. Sau đó Yêu bày tỏ bản thân muốn làm bài kiểm tra về tình yêu một lần nữa theo như kết quả tiên tri. Trong tháng này, Yêu Gia sẽ gặp được nửa kia của đời mình. Nói xong, nhà tiên tri nở nụ cười đề nghị Yêu Gia nên đi về hướng Tây xem thử. Nói không chừng sẽ gặp được chuyện tốt mà bản thân không ngờ tới. Vậy là, Yêu Gia liền theo lời nhà tiên tri tới khu vực buôn bán ở phía Tây. Bắt đầu điên cuồng mua sắm. Chiếc mũ hoa hồng, đôi giày nơ bướm và chiếc váy màu hồng phấn này. Nhưng thứ khác Yêu Gia đều đóng gói mang về. Yêu Gia cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái cuối cùng cô đã có thể mua đồ dựa theo sở thích của bản thân rồi. Sau khi đổi sang bộ đồ mà bản thân yêu thích, vẻ ngoài của Yêu Gia liền trở nên vô cùng tự tin phóng khoáng. Hoàn toàn lột bỏ lớp vỏ ngoài đáng thương khi xưa. Hai hộ vệ cũng không ngất lời khen ngợi mắt nhìn của tiểu thư thật tuyệt. Yêu Gia vui vẻ đáp lại. Cô bày tỏ bản thân còn phải mua chút đồ tặng cho người nhà. Lúc này, nhân viên trong tiệm đem bộ đồ cũ của Yêu Gia tới hỏi cô muốn xử lý ra sao. Lời này làm những ký ức về vị hôn phu cạn bã ập tới, nhưng thay vì buồn bã cảm xúc lúc này của Yuzha là phẫn nộ. Cô phân phó nhân viên trong tiệm giúp cô thiêu hủy. Sau đó không thèm quay đầu bình thản rời đi. Chớp mắt đoàn người lại tới một cửa hàng khu trung tâm thương mại. Vô số món đồ lấp lánh được bày trên kệ lại không lọt nổi vào mắt Yuzha. Cô vốn muốn tìm một vài món quà thay lời xin lỗi gia đình. Kết quả ở đây toàn là những món đồ rẻ tiền chất lượng kém. Lúc này, một người đàn ông có gương mặt tuấn tú bước vào trong cửa tiệm bước ra khí chất của đối phương vô tình thu hút sự chú ý của Yuzha. nghe đối phương nói muốn tìm một hộp âm nhạc để làm quà tặng nhân viên trong tiệm tùy tiện nhặt món đồ mà Yuzha vừa bỏ xuống lên còn nói là do nghệ nhân nước ngoài tốn hết tâm sức trong vòng một tháng để làm ra sản phẩm cao cấp này giá cả 150 đồng vàng Yuzha còn tưởng rằng kiểu chào mời này sẽ không ai mắc câu nào ngờ giấy tiếp theo người đàn ông kia liền kêu nhân viên gói lại cho anh tiếp sau đó nhân viên lại hết lần này đến lần khác giao bán rất nhiều sản phẩm vớ vẩn cho người kia hơn nữa người đàn ông còn mua hết toàn bộ không chút nghi ngờ. Yêu gia thực sự không nhìn nổi nữa. Cô vươn tay cướp lấy hộp nhạc trong tay người đàn ông. Và chỉ trích nhân viên của tiệm đang buôn bán gian dối. Rõ ràng vừa rồi còn để giá niêm yết là 60 đồng vàng. Sao mới chỉ vài phút đã tăng giá rồi. Nói xong cô đề nghị giúp người đàn ông chọn quà. Nào ngờ vừa ngẩng đầu lên nhìn đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người kia. Mặc dù hành động thất lễ này của cô có thể khiến đối phương ghét bỏ, nhưng cô không muốn thấy người khác cũng không biết cách nói lời từ chối giống như cô. Vậy là Yêu ra lần nữa lấy hết dũng khí muốn giúp người đàn ông chọn quà. Lúc này, nhân viên bán hàng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Cô ta nói giá cả của sản phẩm do ông chủ quyết định, nhưng ngữ khí lại lộ ra sự xem thường cho rằng cô không đủ khả năng mua bla bla. Yêu ra cảm thấy thật buồn cười. Trên thế gian này còn có người dám dùng tiền để khiêu khích cô. Vậy là Yêu ra gọi hậu vệ tới đề xuất đưa ra hợp đồng thu mua cửa hàng. Rất nhanh ông chủ tiệm đã chạy tới. Chỉ hai giây ngắn ngủi, cửa tiệm đồ dởm này liền đổi chủ. Bởi vì giá cả mà Yuka đưa ra cao gấp đôi giá cả thị trường. Yuka cầm hợp đồng trong tay nở nụ cười hỏi. Hiện giờ giá cả ở đây đến lượt ta quyết định rồi đi. Cô kêu nhân viên trong tiệm đi thay đổi giá cả, sau đó lại kêu cô ta đi dọn dẹp vệ sinh toàn bộ cửa tiệm. Lúc này người đàn ông vừa rồi đột nhiên cung kính cảm ơn sự giúp đỡ của Yuka. Anh ta dùng biểu cảm vô cùng âm trầm đáng sợ giải thích bản thân là người không biết nói lời từ chối. Yêu gia cũng không để bụng, sau đó cô đề xuất cho người đàn ông một số mặt hàng thích hợp để làm quà tặng. Nhìn những hộp âm nhạc có vẻ ngoài tinh xảo cùng với âm thanh dễ nghe trước mặt. Người đàn ông không nhịn được mà nở nụ cười hài lòng. Biểu cảm hiếm có trên gương mặt này được Yêu gia trông thấy toàn bộ. Cô không nhịn được cảm thấy ngưỡng mộ người nhận được món quà này. Khi Yêu Gia chuẩn bị rời đi, người đàn ông kia liền đưa tới vài đồng vàng. Anh xin lỗi vì chuyện của bản thân mà chiếm dụng thời gian của Yêu Gia thấy Yêu gia từ chối không nhận tiền, người đàn ông lại bày tỏ bản thân sẽ mua nhiều món đồ một chút, Yêu gia một bên bước lên xe ngựa, một bên nói cho người đàn ông biết cô không cần tiền, bởi vì cô là tiểu thư của bá tước, Bruden. Sau khi Yêu gia quay về nhà, vừa ngẩng đầu liền trông thấy một người đàn ông có mái tóc vàng đang đợi cô ở phòng khách. Tên của anh ta là Henry, là tài tử nổi danh của đế quốc, cũng là người anh trai dịu dàng của Yêu trước đây Vì cha mẹ bận rộn chuyện làm ăn nên anh trai là người chăm sóc cho Yuza. Nhưng sau khi cô yêu RH, thái độ mà anh trai dành cho yêu lại thay đổi 180 độ. Từ trước đến nay anh trai đều rất ghét Richard, đến giờ yêu mới hiểu. Có lẽ anh trai đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của cha nam. Ban đầu anh trai đã khuyên can yêu rất nhiều lần, nhưng yêu lại ngang bướng cho rằng là người nhà không hiểu cho mình. Nhìn xe ngựa chất đầy đồ, trên gương mặt Henry hiện ra vài phần giận dữ, anh hiểu lầm rằng đây là những món đồ mà em gái mua để lấy lòng Richard nào ngờ anh lại nghe được lời xin lỗi của em gái thời gian qua là em sai rồi là em chỉ luôn bận rộn theo đuổi tình yêu mà không thấy được sự quan tâm của người nhà thấy anh trai không dám tin nhìn về phía mình ra không nhịn được bật cười thì ra anh trai vẫn luôn thương yêu và lo lắng cho cô sau khi vào nhà anh trai hỏi ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ra chỉ đáp xảy ra vài chuyện không hay chỉ nhìn qua anh trai liền biết đã xảy ra chuyện gì tất cả đều liên quan đến richard Dựa theo tình cảm mà em gái dành cho thằng nhóc đó, Henry không muốn nói quá nặng lời. Nhưng yêu lại trực tiếp cắt ngang. Cô bày tỏ thực sự bản thân đã cãi vã với Richard. Hơn nữa, cô cũng không muốn cử hành hôn lễ với đối phương. Nghe vậy anh trai vô cùng kinh ngạc. Anh không rõ vì sao em gái lại thay đổi nhiều như vậy. Yêu giải thích hiện giờ cô vô cùng bài xích Richard. Nếu như cứ thế mà kết hôn thì cô sẽ không hạnh phúc. Nghe vậy anh trai chỉ thở dài một hơi sau đó chuẩn bị đứng dậy liên hệ với gia tộc hầu tước LC để hủy hôn. Nhưng yêu lại bày tỏ hãy để cô tự giải quyết chuyện này. Bao gồm cả phía cha mẹ, cô cũng sẽ tự đi nói rõ cho bọn họ. Anh trai hết cách chỉ đành đồng ý, bởi vì đã lâu hai anh em không trò chuyện, nên bầu không khí cũng có chút lúng túng. Lúc này, yêu đột nhiên nhớ tới món quà bản thân đã chuẩn bị cho anh trai. Sau khi nhận quà, Henry không bày tỏ bất cứ phản ứng nào. Yêu tưởng rằng anh trai không thích, Cô bối rối tìm một lý do muốn rời khỏi phòng. Đợi đến khi Yêu ra rời đi, ánh mắt anh trai vẫn dính chặt trên hộp âm nhạc trong tay. Nụ cười cũng dần lộ ra trên gương mặt lạnh lùng. Sau khi rời khỏi phòng, tâm trạng của Yêu có vài phần nặng nề. Mặc dù cô nói một cách đầy tự tin, nhưng chuyện hủy hôn không phải chuyện dễ dàng gì. Hiện giờ gia đình bọn họ và gia đình hầu tước không chỉ đính hôn, mà còn bắt tay làm ăn. Hơn nữa đế quốc bọn họ là một quốc gia coi trọng thân phận, gia đình bá tước bọn họ rất khó để đơn phương hủy hôn với gia đình hầu tước. Hơn nữa hiện giờ đương kim thái tử phi còn là con gái của gia tộc LC. Nếu như bọn họ oán hận trong lòng sẽ khiến gia tộc bá tước Bruden, gia tộc vốn không thân cận với hoàng gia gặp nhiều khó khăn. Vậy nên yêu gia mong muốn tìm được sự giúp đỡ của người có thân phận cao quý. Lúc này, hầu gái đưa tới một bức thư mời tham gia yến tiệc của hoàng cung. Yêu gia lập tức cho rằng đây chính là cơ hội tốt. Đêm xuống, yêu gia ngồi trên giường rất lâu không tài nào ngủ nổi. Nhìn chiếc cúc áo được bản thân cất giữ đã lâu, Yêu Gia nhớ về quá khứ. Trong một lần Yêu Gia ra ngoài chơi đùa không cẩn thận ngã xuống nước, thật may lúc đó Richard trùng hợp đi ngang qua cứu được cô. Trong lúc hoảng loạn Yêu Gia vô tình giật đứt chiếc cúc áo của hắn ta. Ánh sáng mặt trời dọi lên mái tóc đỏ làm Richard vô cùng rực rỡ. Cũng từ giây phút đó, Yêu Gia liền đem lòng yêu hắn ta. Chỉ tiếc rằng mọi chuyện trong quá khứ đều đã tan thành mây khói. Yêu Gia cũng từng tưởng tượng ra cảnh đối phương sẽ tới xin lỗi mình, nhưng ngay cả một bức thư Richard cũng không gửi tới. Thật may nhờ có sự tuyệt tình này, Yuzha mới hạ quyết tâm. Nhìn bức thư mời tham gia yến tiệc hoàng cung đặt trên bàn, Yuzha đoán chắc rằng Richard sẽ tham gia. Yuzha muốn nhân cơ hội này nói rõ với tên cạn bã đó. Chớp mắt ngày tổ chức yến hội đã tới. Các quý tộc đang bàn tán xôn xao đột nhiên dừng lại vì sự xuất hiện của Yuzha. Mái tóc vàng lấp lánh kết hợp cùng với bộ lễ phục bó sát làm mọi người có mặt nhất thời không nhận ra thân phận của cô khi trông thấy yêu gia, Rh như không có chuyện gì nhiệt tình chào hỏi. Tiếp đó liền bắt đầu đưa ra lời bình luận về trang phục của cô. khi bàn tay hắn ta vươn tới muốn nắm lấy tay yêu gia, cô liền tuyệt tình hất ra. Richard nhận ra yêu gia vẫn còn tức giận, hắn giải thích bản thân không ngoại tình, nhưng yêu gia đương nhiên không tin. hơn nữa ngay cả một lời xin lỗi tên cha nam này cũng không thèm nói. yêu gia không ngờ trên thế gian này có người mặt dày như hắn ta. lúc này phía bên kia hội trường đột nhiên ồn ào. Nghe nói là thiếu gia gia tộc Ivan Tiwin cũng tham gia buổi yến tiệc này. Yêu gia cũng không có ý định đến lôi kéo quan hệ với anh ta, như những quý tộc khác. Bên ngoài có lời đồn tính cách của người này tàn bạo. Anh ta tự tay đẩy anh trai của mình xuống để trở thành người thừa kế tước vị công tước của gia tộc Ivan Tiwin. Là tên sát nhân điên cuồng máu lạnh vô tình. Toàn bộ tin tức liên quan đến người này đều không được tốt. Bởi vì đứng quá xa, Yêu gia cũng không nhìn rõ diện mạo của đối phương. Chính vào lúc này, đám nịnh hot richard xuất hiện chào hỏi, nhìn yêu gia ở bên cạnh hắn ta, người kia nhất thời không nhận ra, richard kheo khoang ôm lấy vai của cô, giải thích đây là vị hôn thê của hắn ta. sự đụng chạm này làm yêu gia cảm thấy ghê tởm, nghe vậy người kia liền đề nghị muốn mượn dùng biệt thự của yêu gia, vài vị phu nhân bên cạnh cũng bày tỏ muốn đặt riêng vài bộ lễ phục. richard không thèm suy nghĩ trực tiếp đồng ý, hiển nhiên đám người này đã quen đào mỏ từ chỗ yêu gia, nhưng yêu gia của hiện tại đã không giống trước kia hiện giờ cô đã nhìn rõ bộ mặt thật của Richard. Sau khi thoát khỏi vòng tay Richard, Yuza lạnh lùng đáp lại. Anh dựa vào đâu mà yêu cầu tôi cho bọn họ những thứ đó? Richard mặt dày trả lời. Đương nhiên vì tôi đã đồng ý cho bọn họ những thứ kia. Yuza nghe xong bật cười. Cô bước tới trước mặt Richard khi miệt nói. Nếu như là do anh đồng ý với bọn họ thì nên là anh đi thỏa mãn bọn họ, không phải sao? Nói xong liền trực tiếp rời đi. Khi bước tới ban công, Yuza bực tức uống rượu, không ngờ giây tiếp theo một người đàn ông cũng xuất hiện ở đây. Đối phương không ai khác chính là người được yêu gia giúp chọn quả lần trước. Người kia bối rối bày tỏ bản thân không biết ở đây có người. Vào lúc người kia chuẩn bị rời đi, yêu gia lại gọi anh ta lại. Thấy đối phương như có chuyện gấp, yêu gia liền bày tỏ anh có thể ở lại. Vậy là người đàn ông cứ thế đứng trước cánh cửa mặc kệ ánh nắng chiếu dọi lên người, trên gương mặt cũng không lộ ra bất cứ biểu cảm gì. Nhìn vậy yêu gia cũng cạn lời lúc này người đàn ông đột nhiên lên tiếng xin lỗi về chuyện chọn quà lần trước bởi vì sự chỉ độn của anh làm cho yuza không vui vẻ dưới góc nhìn của anh ta người nhận được món quà cảm ơn chắc hẳn sẽ rất vui vẻ bởi vì anh cho rằng không có sự thân thiết nào mà không cần báo đáp yuza chỉ đành giải thích bản thân giúp đỡ người khác bắt nguồn từ thiện ý vậy nên cô không cần quà cảm ơn đặc biệt là không cần tiền sau đó yuza lại hỏi lý do người kia tới ban công sau một hồi im lặng người đàn ông lên tiếng thì ra người nhà tìm cho anh một người phụ nữ thích hợp để kết hôn nhưng khi ở bên cạnh người kia anh lại cảm thấy không thoải mái bởi vì nếu như không viết thư đáp lại thì mặc kệ ngày đêm đối phương đều tới hỏi tội nếu như nói cho người kia biết lịch trình của anh thì đối phương sẽ giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt nếu như người kia thấy anh nói chuyện với bất cứ ai đều sẽ nổi giận nhưng điều khiến anh không thể nào chịu đựng được chính là đối phương đã coi bản thân là người vợ chưa cưới qua của của anh rồi chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng muốn quản yêu ra không biết nên an ủi như thế nào. Sau cùng cô bày tỏ bản thân cũng đang đau đầu về chuyện của vị hôn phu, người mà cô từng rất thích phản bội cô. Nhưng vì địa vị gia tộc thấp hơn, đối phương nên cô không có cách nào trực tiếp hủy bỏ hôn ước. Yêu ra vừa dứt lời, một giọng nói chua ngoa vang lên. Một người phụ nữ xông ra ngoài ban công ôm chặt lấy bắp tay của người đàn ông. Còn oán giận vì sao anh ta không nói lời nào đã biến mất. Yêu ra đứng cách đó không xa trực tiếp ngốc lặng người đàn ông bị người ngoài lừa gạt này chính là thiếu gia gia tộc ivan tigin chẳng phải nói người kia tính cách tàn bạo là một tên cuồng sát nhân ư yuza kinh ngạc đến cạn lời lúc này người phụ nữ kia cũng nhận ra nơi này có sự xuất hiện của người khác gương mặt của cô ta lập tức trầm xuống chỉ về phía yuza chất vấn kêu han người phụ nữ này là ai khi han ngập ngừng nói không nên lời bởi vì yuza và anh không quen biết nhau yuza không muốn liên quan đến chuyện riêng của người khác nên chỉ đành cáo từ trước không ngờ người phụ nữ kia lại trực tiếp chặn đường. Lén lút dính lấy vị hôn phu của người khác, hiện giờ lại muốn cứ thế rời đi à? Tiểu thư Bruden, thấy yêu vẫn không nhận ra bản thân là ai. Người phụ nữ tự tiết lộ ra thế của mình. Bản thân là tiểu thư gia tộc Deota. Stella, hiện giờ là vị hôn thê của Kyuhan Ivan Win Vừa nghe Deota, yêu gia liền lập tức nhớ ra. Từ rất lâu về trước gia tộc này đã là gia tộc đối địch với nhà Bruden bọn họ. Vài năm trước gia tộc Bruden dự định tung ra một chiếc xe ngựa cao cấp, nào ngờ thiết kế lại bị kẻ nào đó trộm mất. Trong lúc bất lực yêu gia chỉ đành thiết kế thêm một chiếc xe khác, mặc dù thiết kế có chút khó nói thành lời. Nhưng người nhà vẫn lựa chọn tin tưởng cô đầu tư sản xuất. Sau này, gia độc Del Ota cho ra mắt sản phẩm xe ngựa có thiết kế giống hệt với thiết kế của gia tộc Brunzen, còn thông báo với báo chí rằng đây là kiệt tác bọn họ mất 3 năm mới có thể hoàn thành. Yūga vốn dĩ không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng nếu đối phương là đứa con gái duy nhất của gia tộc Deo ta, vậy thì lần này chính là ngoại lệ. Hơn nữa là đối phương chủ động tìm tới gây khó dễ. Con gái của gia tộc bị ổi, hôm nay lại vô tình bị bắt gặp ở riêng với người đàn ông của cô ta. Nhân cơ hội này, Yūga quyết định sỉ nhục Stella một chút. Sau một hồi đấu võ mồm kịch liệt, Stella tức đến bùng nổ, nhưng hiện tại cô ta đang ở thế bất lợi ngay cả người trong lòng cô ta cũng đang đứng về phía yuza dưới sự phối hợp vô hình của hai người stella nhếch nhác rời đi còn tính cách cương quyết không chịu khuất phục này của yuza cũng thu hút được thiện cảm của kyuhan mặc dù bản thân anh là người nổi bật của gia đình công tước nhưng vì khuyết điểm trong tính cách nên anh bị mọi người hiểu lầm là kẻ máu lạnh thật ra nội tâm kyuhan vô cùng lương thiện ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía stella vừa rồi cũng là một biểu cảm trong lúc anh hoang mang mà thôi Kiêu Ham cảm thấy vô cùng tự trách. Anh cho rằng có lẽ do gương mặt của bản thân quá xấu xí, khiến cho những người bên cạnh đều sợ hãi anh. Yêu gia đề nghị thiếu công tước nên giữ nụ cười trên môi, như vậy nói không chừng có thể thay đổi cách nhìn của người khác về anh. Vậy là Kiêu Han làm theo thử cong môi cười. Nhưng mà nụ cười này dọa Yêu ra hết hồn rồi. Cô thầm nghĩ vẫn nên bỏ qua đi. Dù sao người thừa kế tức vị công tước vẫn nên duy trì sự nghiêm túc. Lúc này, trong đầu Yêu ra đột nhiên nảy ra một suy nghĩ cô muốn lợi dụng thân phận của người đàn ông này để xóa bỏ hôn ước sai lầm của cả hai vị hôn phu ngoại tình và kẻ cuồng giám sát đeo ô ta hai người hợp tác về nội dung cụ thể của lần hợp tác này sẽ được bàn bạc bà kỹ lưỡng tại cuộc hẹn 4 ngày sau nói xong yêu gia liền tiêu sái trở về nhà người đón tiếp cô là hai hộ vệ sau khi biết chuyện không vui vẻ xảy ra ở yến hội hai người bẻ khớp tay muốn báo thù cho tiểu thư yêu gia kêu bọn họ không cần lo lắng bản thân cô sẽ tự giải quyết phiền phức này thức dậy sau một đêm say, Yêu liền thấy hầu gái đưa canh giải rượu mà anh trai phái tới đứng bên giường. Thấy mối quan hệ giữa hai anh em đã từ từ hòa hoãn, Yêu liền ăn hết sạch. Cô càng thêm kiên định với kế hoạch hủy hôn với cha nam. Rất nhanh ngày hẹn với Kiêu Ham đã tới. Yêu mang theo tâm trạng lo lắng tới thủ đô. Dù cô đã đến điểm hẹn trước một giờ, thì vẫn trông thấy Kiêu Ham không biết đã đợi từ bao giờ đang đứng, như một pho tượng trong đám đông. Yêu Gia ưu nhã bước xuống xe ngựa, lúc này một ông lão đi ngang qua vô tình làm rơi táo xuống mặt đất kiêu ham nhanh chóng bước tới giúp ông lão nhặt táo lên khi ông lão trông thấy gương mặt lạnh lùng của kiêu ham lập tập sợ hãi quỳ xuống đất điều này làm quần chúng xung quanh bàn tán xôn xao nhưng người đàn ông cũng đã sớm quen với sự hiểu lầm của mọi người xung quanh dành cho mình rồi vào giây phút quả táo rơi xuống ông lão vội vàng nhặt lên sau đó bỏ chạy nhìn người đàn ông có vẻ ngoài và nội tâm trái ngược trước mặt yêu ra có chút ngơ ngác cô tiến tới mời anh tới nơi khác để ngồi một chút. Hai người cùng tới một tiệm cà phê. Sau khi Yêu ra gọi hai ly trà sữa chân châu, Kiêu Ham không nhịn được thắc mắc về không gian yên tĩnh nơi này. Xung quanh không có khách hàng cũng không có người phục vụ. Thì ra, hai ngày trước Yêu ra đã mua nơi này làm cứ điểm liên minh của hai người rồi. Rất nhanh bọn họ đã nói vào chuyện chính. Yêu ra hỏi Kiêu Ham cân nhắc thế nào về chuyện giúp đỡ đối phương hủy hôn rồi. Nghiêm túc mà nói, Mối quan hệ của Kyuham Ham và Stella vẫn mới dừng lại ở bước bàn bạc. Lần này anh tới đây là để từ chối kế hoạch của Yuzha. Anh bày tỏ chuyện đính hôn không phải anh nói là được, ý tứ từ chối rất rõ ràng. Nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt Kyuham Ham thì hình như không phải như vậy. Yuzha muốn Kyuham Ham nói ra lòng mình, nhìn thẳng vào mong muốn của bản thân, anh thực sự muốn đính hôn với Stella ư? Dưới góc nhìn của Yuzha, Kyuham Ham cũng giống cô trước đây, luôn tuân theo ý kiến của người khác nhưng yêu gia của hiện tại đã thay đổi rồi. Cô cảm thấy như vậy chỉ khiến bản thân không hạnh phúc. Dù cho chuyện này khiến cho người khác chỉ trỏ bàn tán thì sao nào, người khác không thể sống thay cuộc đời của mình. Dưới từng bước thuyết phục của yêu gia, Ham như được mở ra thế giới mới. Anh bắt đầu tin rằng người con gái trước mặt có thể thay đổi bản thân anh. Sự thay đổi này sẽ khiến cho cuộc đời anh tốt đẹp hơn. Cuối cùng Kiêu Ham chấp nhận đề nghị của yêu gia. gia cảm thấy vô cùng may mắn. Cô lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị trước đó ra, hai người sẽ giả vờ làm một đôi tình nhân, lợi dụng thân phận của Kill ham làm bia đỡ đạn, giúp cô hủy hôn với Richard. Cô hiểu rất rõ Richard không dám ngạo mạn trước người mạnh hơn mình. Hơn nữa gia tộc bọn họ càng không dám cứng đối cứng với gia tộc công tước. Về phía Kill Ham thì càng không phải nói, thân phận của cô chắc chắn tốt hơn Stella. Thời gian đầu chắc chắn sẽ bị phản đối, nhưng cô tin chắc rằng sự phản đối sẽ không kéo dài, bởi yêu ra chắc chắn bằng năng lực của bản thân cô sẽ nhận được sự chấp nhận của gia đình công tước. Thời gian thực hiện trong vòng một năm. Ai vi phạm nội dung trong hợp đồng thì đợi đến khi vi phạm lại nói sau đi. Dù kế hoạch rất nhiều kẽ hở nhưng cả hai đều không chút do dự mà đặt bút ký. Mối tình giả tạo chấn động đế quốc chính thức bắt đầu rồi. Bước đầu tiên, Yêu ra quyết định đưa kêu Ham đi chọn vài bộ quần áo mới. Để khiến anh nhìn dễ gần hơn một chút, thấy kêu Ham đứng cách mình rất xa, Yêu ra lập tức nhắc tới nội dung trong hợp đồng, lúc này Kiêu Ha mới ngược ngùng chạy lại. Nào ngờ chính vào lúc này, phía sau lại vang lên giọng nói của Richard, đây là cả hai bên cùng bắt ra à? Trận chiến nhanh như vậy đã bắt đầu rồi sao? Lúc này cha nam còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Hắn ta lập tức đẩy tiểu tam sang một bên, hướng về phía yêu đưa ra lời giải thích khiên cưỡng. Nhưng yêu đương nhiên không tin những lời gian dối này, cô đã sớm không còn là yêu ngây thơ lãng mạn khi xưa. Vậy nên cô khuyên Richard không nên tốn tâm sức biện giải với mình, thấy bản thân yếu thế richard lên tiếng chất vấn vì sao yuza lại đi chung với người đàn ông mặc áo choàng kia nghe vậy yuza tỏ ra vô cùng kinh ngạc cô bày tỏ là bản thân không đúng bận rộn dạy dỗ chó mà quên không giới thiệu người đàn ông mà cô yêu rồi khi biết người đàn ông trước mặt là thiếu công tức yêu ham, richard lập tức lộ ra gương mặt sợ hãi tên sát nhân lạnh lùng vô tình trong lời đồn sao lại trở thành người đàn ông của yuza rồi hắn ta thực sự không hiểu nổi nhưng khi nhìn bầu không khí ngọt ngào của hai người Richard cảm thấy không giống đang diễn. Vài ngày trước yêu gia vẫn như một con ngốc cười như vậy với hắn ta, hiện tại lại bị người đàn ông cao lớn trước mặt dễ dàng cướp đi mất. Thậm chí còn muốn hủy hôn với hắn ta. Điều này là sự sỉ nhục đối với Richard. Lúc này hắn bộc phát ra sức mạnh trước nay chưa từng có. Xoay người xông về phía hai người. Nhưng rất nhanh đã bị kêu ham khống chế. Anh hướng ánh mắt hung ác nhìn về phía người đàn ông thất bại trước mặt. Richard bị dọa tới cả người mềm nhũn. Nếu như không phải yêu ra kịp thời kêu dừng lại, thì sợ rằng Richard sẽ bị dọa tẻ ra quần mất. Nhìn hai người chậm chậm rời đi, Richard nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn. Bên phía yêu có vẻ kiêu ham vẫn chưa quen với chuyện khoác tay nhau đi trên đường cùng cô. Dưới sự chỉ dẫn của yêu ra, ham mới như chú mèo lớn nghe lời mà lại gần. Hình như anh vẫn chìm trong hoang mang vừa rồi. Kiêu ham bày tỏ bản thân chỉ vương tay ra theo phản xạ tự nhiên. Khi nghe yêu cảm ơn mình, anh chỉ biết ngượng ngùng gật đầu lúc này nội tâm kêu ham đang rất hoang mang. Thậm chí ngay cả khuôn miệng cũng không ngừng giật giật. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì người kia chắc sẽ sớm nhận ra anh là người trung thực. Ở một bên khác, Richard đang uống rượu dài sầu. Dưới sự kích thích của hơi men, hắn vẫn một mực không tin yêu ra sẽ yêu người khác. Hắn là ân nhân cứu mạng của cô. Richard thân là người thừa kế của gia tộc LC cha của hắn là người đảm nhận chức vị cực cao trong hoàng thất. Với hắn ta mà nói hoàng cung cũng chẳng khác gì khu vui chơi. Trong một lần đi dạo hắn vô tình trông thấy Yêu Gia đang hôn mê, sau khi được cứu, Yêu Gia cũng mang tới sự báo đáp với giá trị rất lớn cho hắn ta. Những thứ kia là sự tồn tại có thể so sánh ngang hàng với bảo vật của Hoàng gia. Điều này làm Richard nổi lòng tham. Hắn bắt đầu điên cuồng thu thập thông tin về Yêu Gia, nỗ lực phối hợp với yêu thích của cô, chưa đầy 3 tháng đã cơ đổ Yêu Gia đơn thuần lương thiện, sau đó thuận lợi đính hôn. Nhưng khi hôn lễ sắp bắt đầu Richard lại làm ra chuyện tự hủy. Hắn lén lút ngoại tình, dùng tiền mà yêu ra cho hắn đi lấy lòng những người con gái khác vốn tưởng rằng bí mật này sẽ không bao giờ lộ ra ngoài nào ngờ sau cùng vẫn bị phát hiện nhưng richard không thèm để tâm hắn cho rằng cứ để yêu ra đau lòng một thời gian rồi sẽ lại ngoan ngoãn về bên cạnh hắn nhưng không ngờ tới mới chỉ vài ngày ngắn ngủi trôi qua hắn đã trở thành quân cờ bị đá richard tự tin cho rằng yêu ra làm vậy để khiến hắn ghen sau cùng richard quyết định tìm cách dỗ dành yêu ra sau khi trở về nhà hộ vệ của yuza mới do dự lên tiếng hỏi ra thắc mắc trong lòng cậu ta cho rằng yuza điên rồi nên mới làm loại chuyện này mặc dù ở tiệm hộp nhạc bọn họ không nhìn ra bất cứ điểm bất thường nào của người đàn ông kia nhưng trong lời đồn anh ta là một người rất nguy hiểm nhưng yuza lại kêu hộ vệ cứ yên tâm sự nguy hiểm của q ham chỉ giới hạn ở những gì richard có thể cảm nhận được vào giây phút yuza đẩy cửa bước vào nhà một giọng nói quen thuộc vang lên cha già lon ton chạy về phía con gái Vươn tay vuốt ve gương mặt đã gầy đi nhiều của Yuzha. Còn mẹ thì bày ra bộ dạng lạnh lùng, hỏi lý do vì sao con gái nhốt mình trong phòng một tháng. Yuzha có chút khó nói. Cô sợ rằng khi bản thân nhắc đến chuyện Richard ngoại tình, thì người nhà sẽ mặc kệ tất cả đi tìm Richard nói chuyện. Hiện giờ cô vừa mới ký hợp đồng với Qiu Ham. Sau khi cân nhắc kỹ, Yuzha quyết định đợi anh trai trở về mới nói rõ mọi chuyện. Yuzha thẳng thắn nói với cha mẹ, bản thân chỉ muốn hủy hôn mà thôi. Nghe vậy mẹ liền nở nụ cười hòa ái. Bà bày tỏ đã lâu rồi chưa nghe thấy tin vui như thế. Thấy mọi chuyện có cơ hội thay đổi. Yêu tiếp tục tuyên bố bản thân đã có người yêu mới rồi. Lời này làm cha mẹ chết máy tại chỗ. Hai người âm thầm bàn bạc. Sau đó quyết định trước hết nên hỏi xem đối phương là ai. Yêu đỏ mặt đáp. Là thiếu công tước Ivan Tiwin Kiều Cha mẹ nghe xong trực tiếp ngã nhào xuống sàn. Cùng lúc đó bên trong phủ công tước. Kiều đã đổi sang bộ đồ mà Yêu đề xuất anh không nhịn được mà ngắm nhìn bản thân trong gương lâu thêm một chút nhớ tới đề nghị bản thân phải quản lý biểu cảm của yêu gia ham nhẹ nhàng cong môi bắt đầu cười ngốc nghếch hiển nhiên tượng thạch cao còn không có nụ cười kỳ quái như anh khi cưu ham còn nhỏ mẹ của anh vẫn luôn ghét bỏ nụ cười của con trai thậm chí căn bản không muốn trông thấy anh vậy nên mới tạo ra hành vi kỳ quái của cưu ham ở hiện tại nhưng vì yêu gia anh hạ quyết tâm phải thay đổi là cô gái ấy cho anh thấy hy vọng trong cuộc đời sau này anh không muốn tiếp tục bị tâm trạng của người khác chi phối nữa anh phải trở thành một người bình thường lúc này hộ vệ của q ham quay trở về nhìn bộ trang phục màu trắng được anh khoác lên người đối phương còn tưởng rằng anh phải tới lễ đường làm lễ cưới khi thấy bức thư trên bàn cậu ta lập tức mở ra xem chủ nhân của cậu ta thế mà ký hợp đồng với người khác nội dung đáng sợ bên trong làm hộ vệ lập tức nổi điên q ham chỉ đành nói rõ ràng những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua nói cho đối phương hơn nữa còn cường điều rằng mọi chuyện là do anh quyết định. Nghe vậy hai ơ ban im lặng không nói tiếng nào. Nhưng mà cậu ta muốn được được đi cùng với Q Ham, trong buổi hẹn với với Yêu Gia vào 4 ngày sau. Cậu ta muốn tự mình xác nhận chuyện vị tiểu thư kia có phải người đáng tin hay không. Rất nhanh 4 ngày đã trôi qua, Yêu Gia dậy từ rất sớm để sửa soạn. Cô có hơi căng thẳng đợi đến buổi hẹn trà chiều. Khi đến quán cà phê căn cứ của hai người, Yêu Gia liền thấy thiếu công tước đem theo người phò tá của mình xuất hiện về chuyện dẫn theo người thứ ba đến q ham cảm thấy rất áy náy lúc này ánh mắt của yuza cũng trở nên sắc bén cô cảm thấy người đàn ông này cô cùng cảnh giác với mình đồng thời nhóm hộ vệ theo sau yuza cũng dùng ánh mắt đó để nhìn về phía q ham hai bên bắt đầu làm quen với nhau hai ơ ban dùng sức nắm chặt lấy tay của yuza chuẩn bị cho đối phương một chút uy hiếp thật may q ham kịp thời cản lại yuza cũng phải lên tiếng nhắc nhở hộ vệ đang muốn xông lên đánh lộn của mình như vậy mới khiến bầu không khí giữa hai bên tạm thời hòa hoãn một chút về chuyện đột nhiên thay đổi địa điểm hẹn yêu ra quyết định bồi thường cho q ham một số tiền lớn hành động hào phóng như vậy làm hai ơ ban vô cùng kinh ngạc cuối cùng hai người cũng bắt đầu bàn bạc về chuyện chính ngày hôm nay hai ơ ban chủ động lên tiếng cậu ta yêu cầu yêu ra hủy bố hợp đồng đã ký với q ham trước đó cậu ta không muốn thiếu ra nhà mình phải gánh thêm phiền phức không đáng có nghe vậy yêu ra âm thầm thở dài sau đó hỏi ngược lại Hai ban nếu thực sự là, vậy thì vì sao thiếu công tước dịu dàng lương thiện lại bị người đời hiểu lầm lẽ kẻ hiếu chiến máu lạnh vô tình. Đây hiển nhiên không phải điều mà Qiu Ham mong muốn. Chuyện kia chắc chắn có liên quan tới Hai ban. Cách làm cực đoan của cậu ta, sớm muộn cũng khiến Qiu Ham bị người đời cô lập. Lời này làm người trong mơ thức tỉnh. Ban đầu Hai ban chỉ định lợi dụng lời đồn để bảo vệ thiếu công tước, hiện giờ nó lại thành thủ đoạn để công kích anh. Qiu Ham trên chiến trường dũng mãnh vô địch, nhưng vì tính cách nên dễ bị gạt khiến cho anh phải chịu rất nhiều thiệt thòi đến khi anh trở thành người thừa kế của gia tộc để người ngoài không tùy tiện sắp đặt đẩy q ham vào hoàn cảnh nguy hiểm hai ơ ban mới chủ động đưa ra tin đồn không tốt này tiếc rằng chuyện kia lại làm cho tính cách của q ham trở nên quái dị nghe được những lời của yuza hai ơ ban đột nhiên rơi nước mắt tất cả những gì cậu ta làm vì thiếu công tước thì ra chỉ là tự thỏa mãn mong muốn của bản thân mà thôi lúc này hộ vệ planche của yuza đã trở về bầu không khí giữa ba người trong phòng làm cậu ta cảm thấy rất kỳ quái vào lúc planche định hóng chút tin tức từ người đồng đội thì liền trông thấy hai ơ ban cung kính hành lễ với yuza xem ra công đức của tiểu thư lại được cộng thêm rồi lúc này cuộc hẹn hò của hai nhân vật chính với bắt đầu kiêu ham có hơi do dự nhìn ly cà phê thấy vậy yuza liền hỏi anh có muốn thêm đường không câu hỏi làm hai người kiêu ham có hơi ngạc nhiên Lúc này, Q Ha mới bày tỏ bản thân là người thích vị ngọt. Nghe vậy hai ơ ban cảm thấy đả kích rất lớn. Cậu ta đi theo thiếu công tước nhiều năm như thế mà lại không biết điều này. Hai ơ ban cảm thấy bản thân là người phụ tá thất bại. Hai ơ ban hỏi vì sao Yêu ra biết được điều này. Chỉ nghe cô nhẹ nhàng biểu thị. Bản thân nhận ra điều này thông qua biểu cảm trên gương mặt thiếu công tước. Nghe vậy hai ơ ban lập tức quay sang kiểm tra. Cậu ta nhận ra bản thân thực sự không có bản lĩnh này. Sau khi thương lượng về nội dung hợp đồng, về chuyện công khai thể hiện tình yêu nhiệt liệt ở trước mặt người khác, hai ơ ban cảm thấy kêu ham làm không được. Yêu ra không chút hoang mang đáp lại. Vậy nên mới cần nỗ lực luyện tập. Khi biết chuyện kêu ham lớn bằng từng này rồi còn chưa từng yêu đương, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Xem ra ở đây ngoại trừ yêu ra, thì không ai có kinh nghiệm yêu đương. Về phía kêu ham, ngay cả nở nụ cười cũng không rõ ràng. Nếu cứ vậy sớm muộn cũng bị người khác phát hiện ra chuyện yêu giả. Vậy là yêu ra quyết định từ giờ bắt đầu tăng cường luyện tập nhóm người rời khỏi quán cà phê bắt đầu đi dạo trên đường nhưng nhìn thế nào cũng giống một đàn vịt đi theo mẹ thành thật mà nói hiện giờ yêu gia cũng không biết phải làm sao nhìn vào trang phục của người đàn ông trước mặt yêu gia quyết định tới tiệm đồ nam thay anh thay đổi phong cách đây cũng là hành động mà những cặp đôi yêu nhau thường làm thiếu công tước và yêu gia cùng nhau tới tiệm quần áo chủ tiệm đích thơi tới chào mừng yêu gia khi trông thấy người đàn ông trước mặt không phải richard chủ tiệm suýt nữa thì buột miệng nói ra những lời không thể tha thứ thật may nhờ có sự chuyên nghiệp đã ngấm vào trong máu, nên mới kịp thời giải quyết được vấn đề. Người trong tiệm bắt tầm âm thầm bàn tán. Người đàn ông trước mặt cách một trời một vực với thiếu gia Richard. Mỗi lần Yêu ra hỏi người kia thích bộ đồ nào, dù đối phương không lên tiếng, thì Yêu ra vẫn từ biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt đối phương đoán ra được thứ mà anh chọn. Lúc này, Kiều Ham im lặng rời đi, tự tay chọn giúp Yêu ra một bộ lễ phục màu xanh. Còn anh thì đổi một bộ đồ mới. Mọi người khi trông thấy thiếu công tước xuất hiện, trong diện mạo mới đều nhịn không được say mê. Đây rõ ràng là bộ đồ được Donny đóng giày cho anh. Đến khi kêu Ham chuẩn bị đi thanh toán mới biết tiệm đồ này thuộc về Yuza. Sau khi rời khỏi tiệm quần áo, Yuza trông thấy thiết kế mới trên tờ quảng cáo. Thiết kế này giống hệt với bộ đồ Richard mặc sáng nay. Tên cặn bã này sau khi ngoại tình còn mặt dày, tới tiệm quần áo của cô lấy đồ để mặc. Vậy là Yuza lập tức hạ lệnh. Sau này Richard bị cấm vào tiệm. Cùng lúc này, anh trai và cha mẹ của Yuza đang bí mật mở cuộc họp gia đình. Chủ đề của cuộc họp là về thiếu công tức kêu ham. Henry lấy ra một tập tài liệu dày cộp. Trên đó là vô số tư liệu liên quan tới kêu ham. Đáng nghi nhất chính là tin tức 14 tuổi đã lên chiến trường. Theo lý mà nói dù là con thứ nhà công tước, thì cũng rất ít có người phải lên chiến trường. Xem ra anh ta quả là một phần tử háo thắng máu lạnh vô tình. Ích kỷ tranh đoạt với anh trai ruột. Loại người có nhân phẩm và hành vi như vậy thực không thể chấp nhận được. Kiến nghị của bá tước là lập tức chia tay nếu như kêu ham không chịu bọn họ sẽ tặng cho anh một lâu đài coi như bồi thường. Còn mẹ thì đề xuất cứ để quan sát thêm một thời gian, anh trai thì muốn đích thân xem thử xem thiếu công tước là người như thế nào. Phía bên này nhóm người yêu gia cùng nhau tới một nhà hàng 6 sao Michelin. Yêu gia nhiệt tình mời công tước gọi món. Thiếu công tước cũng làm theo lấy menu lên nhìn một vòng. Nhưng không gọi ra bất cứ món nào. Nhân cơ hội này yêu gia đề nghị kêu ham luyện tập cách nở nụ cười. Kết quả anh vừa cong môi người phục vũ đã bị biểu cảm âm trầm này, dọa cho lóng ngóng tay chân trong lúc dùng bữa kiêu ham thân thiết giúp yêu ra cắt thịt bò lúc này yêu ra mới có chút cảm giác đang hẹn hò tiếp đó hai người lại luyện tập gọi tên riêng của đối phương nhìn bộ dạng nghiêm túc lại ngượng ngùng của kiêu ham yêu ra nhịn không được bật cười thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi đến lúc hai người phải tạm biệt rồi kiêu ham thể hiện sự không nỡ trong ánh mắt ngay cả phụ tá hai ơ ban cũng không nhịn được phản nàn thiếu công tước mạnh mẽ trên chiến trường lại bị yêu ra dễ dàng chinh phục như vậy trên đường trở về hugh ham nâng niu món quà yêu ra tặng quyết định chọn một nơi đọc sách để giúp bản thân thăng hoa một chút cuộc hẹn hôm nay của hai người đã bị tai mắt của stella phát hiện rồi ngày nọ trong lúc yêu ra ngồi trong vườn hoa kiểm tra thư từ nội dung bên trong những bức thư đều khá tương đồng toàn là những doanh nghiệp đầu tư mà richard giới thiệu sau khi cơn giận trôi qua yêu ra bắt đầu lý trí lên kế hoạch cho hướng đi trong tương lai hiện giờ phát triển sự nghiệp là lựa chọn không tồi nhưng đối tượng chắc chắn không phải đám người xấu xa mà Richard giới thiệu. Bản thân cô thích cùng người nhà tham khảo về vấn đề này hơn. Lúc này, quản gia đem theo 999 đoá hồng xuất hiện, còn nói là thiếu gia Richard gửi tới. Còn mời yêu gia nếu rảnh tới biệt thự riêng của hắn. Đã làm sai còn muốn cô chủ động tới chỗ hắn ta. Yêu gia lệnh cho quản gia thiêu hủy toàn bộ. Sau đó kêu quản gia nhắn cho Richard một câu: Nếu như muốn gặp cô thì phải làm theo những gì cô nói. Hai ngày sau, Yuza dẫn theo hai hộ vệ cùng nhau tới nơi hẹn gặp Richard. Hai hộ vệ đã sớm khởi động xong, muốn cùng chủ nhân thu thập cha nam. Không có gì ngạc nhiên khi vào giây phút trông thấy Yuza. Richard hưng phấn như một con khỉ lớn. Thuộc hạ của Yuza cho hắn ta một ánh mắt lạnh lùng. Dọa cho hắn ta không dám manh động. Yuza cũng không phí lời với Richard. Cô trực tiếp đặt tờ giấy hủy hôn ra. Lệnh cho cha nam ký tên xong liền cút hiển nhiên đến tận lúc này Richard vẫn chưa hiểu rõ tình huống. Hắn vẫn cho rằng lý do yêu ra ở bên cạnh Kiêu Ham là để báo thù hắn, chứ không phải tình cảm thật lòng. Hơn nữa Kiêu Ham trong lời đồn là một tên ác ma khát máu. Hắn không tin yêu ra sẽ thực sự hủy hôn với hắn. Richard bắt đầu nói mấy lời ngon ngọt. Muốn dùng sự giả dối này để tìm lại yêu ra ngây thơ khi xưa. Yêu ra nghe xong trên gương mặt đầy là ghét bỏ. Thấy cách này không hiệu quả. Cuối cùng Richard cũng hoảng rồi hắn ta trực tiếp quỳ xuống trước mặt Yêu Gia. Xin cô cho hắn thêm một cơ hội. Không ngờ tới Yêu Gia lại nhanh chóng đồng ý, cô vứt tờ giấy hủy hôn xuống sàn. Cho hắn cơ hội ký tên. Lòng tự tôn của Richard triệt để bị dẫm đạp. Hắn ta phẫn nộ xé rách tờ giấy hủy hôn. Còn kiên quyết nói bản thân sẽ không đồng ý, còn đe dọa sẽ khiến Yêu Gia hối hận. Hắn ta muốn bịa đặt để Yêu Gia xấu mặt trong giới quý tộc. Nhưng Yêu Gia căn bản không sợ sự uy hiếp này. Cô lấy ra vô số chứng cứ ném thẳng vào mặt Richard sau đó dứt khoát rời đi. Bỏ lại Richard ở đó bất lực chửi mắng. Buổi sáng hôm sau, Yuza thức dậy từ sáng sớm. Trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Cô cảm thấy may mắn vì bản thân không phải gặp tên chó má kia nữa. Henry có chút ngạc nhiên khi trông thấy trạng thái này của em gái. Anh lạnh lùng chất vấn. Nếu như không nằm ngoài dự đoán, thì hiện giờ em sẽ đi gặp thiếu công tước Ivan Tiwin nhỉ? Yuza không phủ nhận. Cô biết có lẽ cha mẹ đã nói cho anh trai, vậy là yêu ra nhanh chóng hướng về phía anh trai xin lỗi sau đó hy vọng có thể nói rõ mọi chuyện cho anh trai vào thời gian rảnh hiện giờ cô phải đi tới điểm hẹn với thiếu công tước dứt lời yêu ra nhanh chân rời đi nhưng henry đương nhiên không để em gái đi dễ dàng như vậy anh dịu dàng nhắc nhở chiều nay có mưa yêu ra nhớ đem theo ô nhìn bóng lưng rời đi của em gái henry cũng chuẩn bị bắt đầu kế hoạch ngày hôm nay Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu yêu thích đừng quên like share và để lại bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nha.